Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Mẹ đơn thân được Trấn Thành ốm trước mặt Hari Won, từng để con cho chồng nuôi, nay sống sang trọng trong biệt thự 10 tỷ. Trải qua bao sóng gió và tốn không ít nước mắt, cuối cùng ba mẹ đơn thân này cũng được đính đáp khi tổ nghiệp thương và cho các con ngoan ngoãn yêu thương nhau. Là một nghệ sĩ, Lê Giang được rất nhiều khán giả biết đến với các vai trò như nghệ sĩ cải lương, diễn viên điện ảnh. Tuy nhiên, nhờ nét duyên ngầm dí dỏm có phần sắc xéo đã đưa Lê Giang bén duyên với Lang Hải và cô đã trở thành một trong những người bạn thân của nam nhân hài Trấn Thành. Cả hai đã có nhiều pha kết hợp ăn ý, tương hứng chặt chém đem lại tiếng cười cho khán giả. Và mối quan hệ chị em thân thiết như ruột thịt này đã chín mùi đến độ Trấn Thành có thể thoải mái ôm Lê Giang trước mặt Hari Won mà sợ vợ ghen. Đứng trên sân khấu, Lê Giang luôn mang đến cho khán giả nhiều niềm vui bằng lối diễn tự nhiên, diễn như không diễn của mình. Thế nhưng đâu ai ngờ rằng, phía sau ánh hào quang rực rỡ đó, nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 đã từng nhiều lần rơi nước mắt sau hai lần đổ vỡ trong hôn nhân và quyết định trở thành mẹ đơn thân của ba đứa con. Quay ngược thời gian về 20 năm trước, Lê Giang, Duy Phương từng là cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích. Những tượng hạnh phúc của Lê Giang sẽ mãi trọn vẹn khi hai con, một gái một trai ra đời. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Lê Giang chia tay chồng. Vì cuộc sống còn quá khó khăn nên cô đã để hai con cho chồng cũ nuôi dưỡng. Điều này đã từng khiến nữ diễn viên cô gái xấu xí đau đến tận cùng khi hai con quay sang oán hận mẹ, từ chối nhận mẹ. Sau đó, Lê Giang quyết định theo bạn trai Việt Kiều sang Úc định cư và cô đã hạ sinh thêm con trai út. Xong, hạnh phúc cũng chạm tay ngang khi cuộc hôn nhân thứ hai cũng tan vỡ. Nữ nghệ sĩ quyết định mang con về Việt Nam để gây dựng cuộc sống mới. Và bằng sự chân thành, tình yêu thương vô bờ, Lê Giang đã được hai con lớn chấp nhận và ba mẹ con đã đoàn tụ với nhau. Lê Giang đã từng không giấu được xúc động khi nhắc về những chuyện đã qua. Cuộc sống của tôi đã gãy độ nhiều thứ, từ nghệ thuật tới tình cảm, cuộc sống hôn nhân, nhưng có lẽ nhờ tôi sống vậy mà trời thương cho xoay chuyện để Lê Giang có được hạnh phúc như ngày hôm nay, có công danh và được đoàn tụ với con cái. Điều tôi rất tự hào về hai con của mình là không cần phải dạy thì chúng nó vẫn thương cả cha cả mẹ. Từ các con tôi hiểu, cha mẹ có thế nào thì cha vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ. Hiện tại Lê Giang đang rất hạnh phúc khi cả con trai Dì Phước và con gái Lê Lộc đều có sự nghiệp riêng của mình. Các con của cô không chỉ giỏi giang mà còn rất hiếu thảo, biết yêu thương cả ba lẫn mẹ. Riêng cô chỉ còn phải bận lòng chăm lo cho cậu con trai út. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ lúc nguyện, sống rất tình cảm, quan tâm đến anh chị và đặc biệt là mẹ. Cậu bé luôn sợ mẹ làm việc nhiều vất vả. Không những thế, lúc nguyện còn rất tốt bụng, biết yêu thương mọi người. Lê Giang bật cười như hạnh phúc khi con trai út biết cầu nguyện cả thế giới hết dịch Covid-19 cho mọi người làm có tiền trong dịp sinh nhật của mình. Dù là mẹ đơn thân phải thất bật, ngược xuôi đi diễn kiếm tiền nuôi con, song Lê Giang từng tâm sự, lúc về nước cùng con, bé cũng dần thông cảm với nghề diễn của mẹ, nên không đòi mẹ như trước. Mỗi khi xong việc tôi đều cố gắng về sớm với con, những ngày không đi quay tôi chỉ ở nhà chơi với bé để bù đắp cho con. Đi diễn xa tôi tranh thủ gọi điện thoại với con cho đợi nhớ, nhiều khi chỉ để hỏi, lúc ăn cơm hay làm gì vậy, chỉ cần nghe giọng con ngọng nghịu trả lời, con đang coi iPad là tôi thấy ấm lòng rồi. Có thể nói rằng sau khi trải qua bao sóng gió, cuối cùng Lê Giang cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tuy là mẹ đơn thân thế nhưng cô luôn hạnh phúc với sự lựa chọn này của mình, bởi vì cô luôn nhận được sự yêu thương, san sẻ ủng hộ từ các con. Ở thời điểm hiện tại, Lê Giang cũng đã sở hữu khối tài sản khủng làm nhiều người phải ngưỡng mộ. Ngoài căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nữ nghệ sĩ này vừa tậu thêm căn biệt thự biển ở Bà Rịa Vũng Tàu, rộng 600m² trị giá gần 10 tỷ đồng, nơi Lê Giang thường cùng các con và bạn bè nghỉ dưỡng sau những ngày lao động miệt mài. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.